Nhà sàn Tây Nguyên chào bạn. Hôm nay anh em sẽ chia sẻ về các loại đá quý thiên nhiên được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Nước ta là một trong những quốc gia có số lượng đá quý thiên nhiên nhiều và đa dạng, có tính thẩm mỹ cao, giá trị phong thủy lớn. Các loại đá quý, đá bán quý tại Việt Nam luôn được khách hàng trong và ngoài nước săn đón. Vậy, những loại đá quý nào đang được bán chạy hiện nay? Mời bạn cùng Đá Thạch Anh nhà sàn Tây Nguyên theo dõi video nhé! Tiêu chí đánh giá đá quý. Đá quý thiên nhiên trải qua hàng nghìn năm tồn tại và phát triển nhưng vẫn giữ được nguyên hình dạng, không bị thay đổi về trọng lượng, kích thước. Các loại đá này luôn có những đặc điểm đặc biệt giúp chúng thích ứng với môi trường tự nhiên, càng để lâu thì giá trị càng cao. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp bạn nhận biết đá quý thật giả một cách chính xác. Dưới đây là các tiêu chí đánh giá chất lượng của đá quý. Dựa vào màu sắc của đá quý thiên nhiên. Đá quý càng có màu sắc đậm thì giá trị kinh tế của chúng càng cao. Theo đó, mỗi loại đá sẽ mang một tần số năng lượng khác nhau. Tần số này ảnh hưởng khá nhiều đến trường năng lượng mà đá quý phát ra. Dựa vào độ trong suốt của đá. Những loại đá có màu sáng, chất lượng và giá trị của nó được định giá dựa trên độ trong suốt và độ bóng khá nhiều. Độ trong suốt càng cao, giá trị càng lớn. Độ ánh kim hay còn được gọi là độ phản chiếu ánh sáng. Chúng ta hoàn toàn có thể quan sát điều này thông qua mắt thường. Các hiệu ứng quang học của đá quý. Hiệu ứng quang học chỉ trạng thái màu sắc của đá. Mỗi loại đá sẽ có một hiệu ứng riêng, tạo nên sự hấp dẫn riêng. Độ bền của đá quý thiên nhiên. Các loại đá thiên nhiên thường có độ bền khá cao. Nhờ tính chất này đã giúp cho chúng có thể tồn tại hàng thập kỷ trong tự nhiên mà không bị các tác nhân xấu làm biến đổi chất. Một số loại đá trang sức thiên nhiên được yêu thích tại Việt Nam như vòng tay, mặt dây chuyền, vật phẩm làm đẹp. Thạch anh tự nhiên được xem là loại đá chiêu mời tài lộc, trấn an cảm xúc, giúp cho tâm trí luôn bình tĩnh, thư giãn, có tác dụng trừ tà và kích thích sự sáng tạo. Dùng ứng dụng trong phong thủy để tăng năng lượng cho nhà ở, vì thạch anh có giá thành rẻ, dễ sử dụng nên thạch anh là ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực phong thủy và năng lượng. Hiện nay, đá thạch anh dùng để trấn trạch, cải thiện phong thủy, sinh tài khí, tạo năng lượng dương tích cực, được các chuyên gia dùng trong phong thủy, các nhà khoa học dùng trong lĩnh vực điện tử, quang học. Ý nghĩa của các loại đá được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Đá thạch anh trắng mang lại nhiều may mắn và thành công trên con đường sự nghiệp, giúp khai thông trí óc, tăng cường trí nhớ, khai sáng vận mệnh. Đá thạch anh bông vàng là sản phẩm hiếm tại Việt Nam, giống với sắc mặt trời, giúp cho đầu óc được minh mẫn, khai thông và có tư duy nhạy bén, đem tài lộc vận khí về, ổn định tâm lý, tăng cường trí óc. Đá thạch anh hồng giúp thúc đẩy chủ nhân tìm được tình yêu đích thực, hỗ trợ các mối quan hệ trong công việc, sự nghiệp, gắn kết tình cảm, thắt chặt cho đường nhân duyên thuận lợi, sự hòa thuận trong đời sống vợ chồng và làm giảm căng thẳng mệt mỏi. Đá gỗ hóa thạch giúp cải tạo phong thủy, trừ tà, khử trừ âm khí, cơ thể dẻo dai và mạnh khỏe, dùng chữa các chứng đau nhức khớp, viêm thấp khớp, giảm stress, ổn định thần kinh, lưu thông khí huyết, nâng cao tuổi thọ, tinh thần sảng khoái, vững tin sáng tạo, khơi dậy tiềm năng, giúp con người vững tin và kiên định. Đá can xê giòn biểu tượng của công việc thuận lợi, suôn sẻ, tăng cường sinh khí, giúp tinh thần thoải mái, đem lại hiệu quả trong công việc cũng như trong cuộc sống. Viên đá toát ra nguồn năng lượng dương mạnh, điều hòa không khí xung quanh, tạo nên cảm giác luôn tươi mới. Thể chọn những địa chỉ uy tín để mua đá thạch anh, đá bán quý tự nhiên, dùng trấn trạch, trừ tà và xử lý các vấn đề phong thủy. Nếu bạn còn lo lắng, chưa chọn được địa chỉ tin tưởng để mua các loại đá thạch anh, thì nhà sàn Tây Nguyên là địa chỉ chuyên cung cấp các loại đá bán quý, đá thạch anh cho các chuyên gia, thầy phong thủy, tín đồ mê đá rất tin tưởng và hợp tác lâu nay. Mua hàng tại nhà sàn, bạn không sợ mua phải hàng bột ép, hàng nhuộm, hàng giả,
hàng không đúng chất lượng. Mời bạn kết nối nhanh với nhà sàn Tây Nguyên qua số hotline và Zalo 0903097626 để gọi video trực tiếp xem xưởng đá tự nhiên, kho đá phong thủy, đá thạch anh để trải nghiệm và chọn mua các loại đá tự nhiên có nguồn năng lượng cao. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nếu bạn thấy video hay và ý nghĩa hãy like, comment và chia sẻ đến mọi người để anh em nhà sàn có động lực làm nhiều video hơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.